Bà Đăng Sa-ma-ni-ya-mi tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Suprame shayama chappama dathana ve chamani sika padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika lapo chana veramani sika padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thờ. Vikalapochana vechamani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchakitakwanitakvisu kadatsakna malagantakvilepanatha katnamandatnamifusanathana. Quê Ramani Sika Bà Đăng Samaniyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm, mang đồ trang sức. Nacchayita wa ditawisu kanasana malagan tawile panatha jana mandana wifu sanathana we chamani sika padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Cha Sayana Maha Sanyana Vesika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏ cao sang. Uccha sayana maha sayana ve chamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ít mang át thăng gá sám mạnh nà gá tăng bú thá bánh nhá tăng ú bồ sát thăng ít mạnh chá rát tinh ít mạnh chá di hoa sang sàm mà đê hoa à bê chá kít tùm sàm mà di yá mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị ai. Imani atthasika badani ubo satasi lakwase na iman charating iman chadi wasang sa tu kang kato abamadena sama rakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới hải chơn chánh nghiêm trì chọn ngày nay và niêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na suga tingyan ti sile na poga sambara sile na nipo tingyan ti tatma silang wiso ta ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung sanh là cảnh là thắng nhiên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Chattaro thamma vatthan ti ayuvanno sukhang bát lăng. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thiên đến với người, là người đang nghiêng mình lễ bái và có lòng tôn kính tu hành dở và bậc trưởng lão. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi thay mặt Chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức và Sa Thú. Kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, Sa Thú kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Bát Quan Trai Giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng để thọ trì Bát Quan Trai Giới. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, hôm nay con xin điềm khuyết cho cô Khê Ma. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Tỳ Siêu cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, kính bạch quý ngài, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, hôm nay bài học Trường Bộc Kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 10.2 10 pháp cần phải tu tập sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng Pháp Tân giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung Ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài ạ. À.
Anh Nam Mô Bổn Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp tục học 10 pháp. Mười pháp cần tu tập hôm nay, chúng ta học về 10 biến xứ Kasina Yatana, 10 biến xứ này tức là 10 cái đề mục mà tu thiền định. Khi mà nói đến cái đề mục tu thiền chỉ thì căn bản là 10 biến xứ. Trước khi Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, thì lúc bây giờ những vị ẩn sĩ Isis đã tu thiền định, đắc thiền và có thần thông, và sau khi mệnh trung được sanh về cõi phạm thiên. Thì những cái đề tài mà tu thiền chỉ á, ngoại trừ 10 cái đề mục tùy niệm, một tưởng, một vật thực và một phân biệt bốn đại trong thân này, thì có 26 đề mục đắc thiền sắc giới và 4 đề mục đắc thiền vô sắc. Thì trong thiền sắc giới thì 10 cái biến xứ là căn bản lúc đó. Còn về mười đề mục bất tịnh hay là bốn phạm trú, mười tùy niệm, một tưởng, một phân biệt, thì đó là do Đức Phật Ngài dạy. Cho nên phổ thông là 10 biến xứ Kasina, 10 đề tài. Thì khi mà người tu tập với 10 đề tài này thì sẽ đưa đến thiền định, từ sơ thiền cho đến tứ thiền sắc giới, nếu nói hệ thống bốn thiền của kinh tạng, còn nếu nói hệ thống năm thiền của vị pháp thì mười biến xứ này, một cái điều biến xứ sẽ dẫn đến ngũ thiền, đến năm thiền. Hôm nay chúng ta sẽ nghe toàn Phật tân giảng, và bây giờ thì xin được mời cô Nhị Quỳnh đọc cho chánh kinh của bài học hôm nay, sau đó thỉnh giáo sư thuyết giảng Nam Mô Bổn Thầy nha. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Phong Lan và
Bài học hôm nay, giáo trình trường bậc kinh Dikha Nikaya bài 34 kinh thập thượng Rasuttara Sutta 10.2 10 pháp cần phải tu tập sẽ được thượng tọa Pháp Tân giảng giải. 10 pháp cần phải tu tập. Navatthamma Bahukara Navatthamma Pavetappa Navatthamma Parinnyaya Navatthamma Bahatappa Navatthamma Hanapagiya Navatthamma Visesappa Giya Navatthamma Dipticcha Navatthamma Uppadetappa Navatthamma Apinnyaya Navatthamma Satchikatappa. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải biến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp cần được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng tri, có 10 pháp cần được tác chứng. Katame dasa thamma phave tappa dasa kasina yatana ni mathave kasina me ko sanchana ti up thang atho ti di yang ado yang up ma ma nang abo kasina me ko sanchana ti bt cho kasina me ko Sanchanati Vaso Kasiname Ko Sanchanati Nilakak Siname Ko Sanchanati Bitakisa Bitakasiname Ko Sanchanati Lohitakasiname Ko Sanchanati Oda Sakasina me sancha na ti aka sakani na me ko sancha na ti vinya akasina me ko sancha na ti upthang atho ti di yang doa yang ap ma ma nang i me dasa thamma we tap ba. Hai La Mã, thế nào là 10 pháp cần phải tu tập 10 biến xứ? Một vị nào biết được địa biến xứ trên, dưới, ngàn, bất nhị, vô lượng, một vị biết được thủy biến, vân vân, một vị biết được hỏa biến, vân vân, một vị biết được phong biến, vân vân, một vị biết được thanh biến, vân vân, một vị biết được hoàng biến, vân vân, một vị biết được xích biến, vân một vị biết được bạch biến, vân vân, một vị biết được hư không biến, vân vân, một vị biết được thức biến xứ trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Như vậy là 10 pháp cần phải tu tập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của ngài Pháp sư Giác Giới biên soạn 444, 10 lần tập Pha Quê Tắp Ba Thâm Ma. Đây là 10 biến xứ Kasina Chattana. Một biến xứ đất Ba Tha Quỳ Kasinang, suy tưởng đề mục đất trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Út Thằng A Thơ Ti Ri Dằn A Đòa Dằn Ấp Ba Ma Năng. Hai biến xứ nước A Phô Cát Sàng, suy tưởng đề mục nước trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Ba biến xứ lửa Tê Chô Cát Sĩ Năng, suy tưởng đề mục lửa trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Bốn biến xứ gió Hoa Dô Cát Sĩ Năng, suy tưởng đề mục gió trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Năm biến xứ xanh
Nilakasit năng, suy tưởng đề mục màu xanh, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. 6. Biến sứ vàng. Bì năng, suy tưởng đề mục màu vàng, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. 7. Biến sứ đỏ. Lô Hitakasi năng, suy tưởng đề mục màu đỏ, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. 8. Biến sứ trắng. Ô Đà Takasi năng, suy tưởng đề mục trắng, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. 9. Biến sứ hư không. Aka Sakasi năng, suy tưởng đề mục hư không, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. 10. Biến sứ thức. Vinnya Nakasi năng, suy tưởng đề mục thức tâm, trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Nam Mô Bích Tha Giá. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con thấy sư chạy ra chạy vào, chưa có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, sư nghe được âm thanh con rồi, sư cho con một tín hiệu đi để con kính nhân bích đến sư ạ. Năm mộc thai dạ, dạ sa thú lành thai. Dạ con kính nhân bích đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Mạ Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin hành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuyệt Quyền, Tâm Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Nhà kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học cái pháp, 10 cái pháp là cần phải tu tập pha về tập 3. Thì 10 cái pháp này gọi là 10 cái án xứ mà một vị hành giả cần phải trau dồi tu tập. Thì nói đến cái đời sống nội tâm á, thì phải nói là nói đến cái đời sống cần phải có cái sự thiền tập trong đời sống hàng ngày. Để muốn tâm được an tịnh, để đắc định hay là có cái thần thông thắng trí thì cái nội tâm là cần phải sự được an tịnh. Cái bài học hôm nay là gọi là 10 cái pháp cần phải tu tập. Nghĩa là mình cần phải trau dồi, cần phải làm sao cho nó được lớn mạnh ở trong cái đời sống thiền tập. Trong Phật giáo thì nói đến hai loại thiền. Ở trong kinh điển Bali thì đề cập đến hai cái loại thiền, đó là Samatha Pavana, tức là mình gọi là thiền chỉ tu tiến. Thứ hai là Vipassana Phavana, tức là thiền quán để tu tiến. Hay là thiền định và thiền tệ, thiền chỉ và thiền quán. Thì 10 cái biến xứ hôm nay chúng ta học là Kasina, là một trong 40 cái đề mục của thiền chỉ. Trong đó có 10 đề mục hoàn tịnh, đều 10 đề mục hoàn tịnh. Thì 10 đề mục hoàn tịnh ở đây tức là gọi là 10 cái biến xứ ở Kasina. Kasina là cái nơi mà để, cái chỗ mà để mà tâm của chúng ta đặt vào đó. Và nó sẽ biến mãn, nó sẽ rộng lớn đến một khi mà nó có những sự lớn mạnh.
ở trong đời sống thiền tập. Trong pháp mà gọi là trong 37 phẩm trợ giác ngộ đó, thì trong đó có bốn cái pháp gọi là dục cần tâm thẩm, tức là mình phải có cái ý muốn, cái ý muốn của mình. Ý muốn ở đây là ý muốn thiện, ý muốn được đắc định, ý muốn được giải thoát, ý muốn được tâm được an tịnh, muốn được sự giải thoát. Rồi chúng ta cần có được cái sự nỗ lực chuyên cần, chuyên cần ở trong đó. Nếu không có ý muốn không cũng chưa đủ, mà cần có cái sự nỗ lực chuyên cần ở trong đó, siêng năng tinh tấn được rồi. Và pháp thứ ba tức là để cho tâm của chúng ta đạt được cái an tịnh, đắc định được. Và pháp thứ tư tức là cái tuệ sinh lên để mà phá chấp, phá được những cái phiền não, cắt đứt những phiền não, được cái gọi là tuệ giải thoát ở trong tương lai. Thì 10 cái đề mục mà án xứ này, hai đề mục biến xứ này đó, Kasina ở đây đó, tức là như đã nói đó là 10 cái đề mục hoàn tịnh, bao gồm cả đất, nước, lửa, gió, ánh sáng xanh, ánh sáng vàng, ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng, rồi hư không, gọi là tâm thức. Thì đó là những cái đề mục mà ở đây cái bài học này chúng ta cần phải tìm hiểu biết. Như quý vị biết rằng là để mà chuẩn bị cho cái đời sống thiền tập đó, thì ít ra đó là một vị hành giả cần phải chuẩn bị cho mình một cái không gian, thời gian cho tốt. Có nghĩa là về không gian á, thì phải là yên tĩnh. Nếu mà mình nói là mình tu thì chỉ có một cái nơi yên tĩnh, không có sự xáo trộn của hoàn cảnh xung quanh, tức là làng xóm, người la qua kẻ lại, người này người làm kia đấy, cái tiếng ồn nó cũng không phải là cái tốt. Mình chuẩn bị cho mình về không gian, rồi về thời gian thì dĩ nhiên là mình phải chuẩn bị sắp xếp cho mình một cái sự rảnh rỗi, loại bỏ ra hết những sự ràng buộc trong cái hệ lụy ở cuộc sống, thì mình mới có thể dành trọn vẹn cho cái tâm của mình, cái tâm của mình vào ở trong cái đề mục mà mình phát triển. Trước tiên đó là nói đến chữ Kasina, như đã nói là cái chỗ, cái nơi để tâm mình định trụ vào đó, gắn vào đó để phát triển rộng lớn. Mà ở đây đó là trước nhất là cái đề mục về đất, đề mục ở đất. Thường là khi chúng ta nghe nói đến cái đề mục đất thì nó hơi lạ. Nhưng sự thật ra thì cái người tu tập nó có chuẩn bị cho mình đề mục về đất. Đề mục đất thì theo thông thanh tịnh đạo thì cái người đó họ thì hành giả nắm một cái miếng đất sét đường kính độ khoảng 20 cm vậy đó, để đẩy cái tâm của mình nhìn vào đó, nhìn vậy đó. Cái tâm của thế thường của những người phàm phu á, thì có những cái sự dao động bởi những trần cảnh, dao động thuộc về cảnh hiện tại, dao động cảnh quá khứ, thậm chí dao động cả ở tương lai này. Tức là có những chuyện nó chưa xảy ra mà mình vẫn mơ ước, vọng tưởng, nghĩ như vậy. Rồi những chuyện đã xảy ra nó đã lâu rồi, nhưng mà mình cũng nhớ, gợi nhớ lại những điều đó. Rồi những chuyện mà, những việc mà nó đang xảy ra, tức là những cái gì mà thân ta cảm nhận, rồi
tai ta cảm nhận, rồi mắt ta cảm nhận, những cái điều đó chúng ta đang cảm nhận. Thì như vậy thì cái tâm của một cái vị hành giả khó có cái bề mà khó bề mà định tĩnh được. Như vậy thì cái đề mục đất ở đây là đề mục mà một vị hành giả chuẩn bị cho mình một cái đề mục, ví dụ như không xa độ khoảng chừng trước mặt của một vị hành giả như là một hắc tai, tức là một cái sải tai của chúng ta vậy, vừa để chúng ta nhìn mà nắm cái miếng đất sét đó là đường kính độ khoảng 20 cm, nhìn vào đó, nhìn vào đó để chi? Để vuông tâm của mình, không để bị sự chi phối của các cái trần cảnh như cảnh đã qua, thuộc về sắc thinh hương vị xuất pháp, hay là cảnh mới, cảnh tương lai. Chúng ta đừng nghĩ tưởng tới chuyện tương lai, rồi những việc mà đang xảy ra nè. Cho nên là mọi cái việc là một vị hành giả cần phải dẹp bỏ, không có để tâm đến những điều đó, mà bây giờ đặt cái tâm của mình vào ở trong cái đề mục án xứ, là đề mục đất đất. Cái án xứ đất bát thơ vị, đất đất đất. Như vậy thì cái sự suy tưởng của mình nó không phải là chỉ nhìn vào đó không, mà nhìn đến một nào mà thì mình mới suy tưởng rằng trên dưới hay là ngang hay là rộng lớn hay là như thế này, nhưng mà tất cả đều những điều đó đều là cái chuyện duy nhất là để mình quan tâm vào ở trong cái đề mục mà mình đang theo dõi, cái vị hành giả đang theo dõi. Cho nên đến một lúc này mình thử cái tâm của mình đó, là khi mà mình đặt vào cái đề mục đó rồi đó, thì mình hướng cái tâm của mình hoàn toàn vào trong đó, không nhớ tới chuyện quá khứ và không suy diễn đến chuyện việc tương cả cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, không nghĩ đến những cảnh đó nữa, mà bây giờ hãy theo dõi cái tâm, đặt cái mình vào trong cái đề mục đó. Thì phía trước của chúng ta đó là trước mặt của chúng ta đó là một cái đề mục mà chúng ta đang theo dõi, hướng tâm được, chúng ta hướng tâm được. Đến một lúc nào đó thì cái nội tâm của chúng ta như có sự được sự an tịnh. Bởi vì khi chúng ta không nghĩ tưởng đến những việc khác thì tâm chúng ta luôn luôn trú vào trong cái đề mục đó. Thì cái tâm á, ví dụ như là mình thấy rằng nước cũng vậy. Nước sự thật ra thì giống như là cái đề mục mà một vị hành giả chuẩn bị cho mình một cái ô nước như vậy, để mình nhìn vào đó, tâm mình nhìn vào đó, mắt mình nhìn vào đó, nhưng mà cái tâm của mình luôn luôn bám sát vào đó, bám sát. Chúng ta luôn luôn niệm đến nước và cái đề mục nước, và chúng ta đang theo dõi là nước thật, mà nước đó nó được gom ở trong một cái đề mục nhất, giống như mình để trong cái ô nước, cái tô nước như vậy, thì cái nước đó nó không phải lớn như cái ao hồ không, mà chúng ta nói là không có giới hạn, nhưng mà sự thật là chúng ta lấy cái đề mục là nó vừa tầm với chúng ta đó, thì giống như là một cái tô nước hay là cái thao nước nho nhỏ vậy đó, để chúng ta nhìn vào đó, đặt cái tâm của mình hướng trên, hướng dưới, không có trên. Chúng ta luôn luôn suy tưởng vậy, xung quanh mình là nước, nước. Cái nước này là cái đề mục thật, cái đề mục thật, đề mục thật. Khi mà mình ở đây chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình có cái đặt cái tâm của mình vào một cái đề mục đó, thì rõ ràng là ở trong nội tâm của mình nó được gom tâm lại, gom tâm lại. Thường nó là trong cái đời sống hàng ngày của mình là do các cái trần cảnh nó làm chao động,
mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, tâm mình suy nghĩ, đó là cảnh pháp. Thì những việc đó nó luôn luôn tràn lại ở trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà bây giờ mình không để tâm vào trong cái, không để tâm vào trong những cái cảnh đó, mà bây giờ mình để tâm vào cái đề mục mà mình đang theo dõi. Đề mục đó là đề mục nước hay hoặc là đề mục đất. Cái nước này đó là một trong những cái thật thôi, và đất này cũng là một trong những cái đề mục thật. Chúng ta nặng một miếng đất như vậy cũng là cái cách mà làm cho cái tâm của mình, chủ yếu là cái tâm của mình tập trung vào đó, không để cái tán loạn. Tôi đề mục mà chúng ta thấy rằng cái đề mục mà lửa cũng vậy. Lửa tức là chúng ta nhìn vào ở trong cái giống như là ánh sáng, cái lửa ở trong cái bếp lò, hay là lửa ở trong cái ngọn đèn, lửa ở trong những cái gì đó mà nó không phải là lớn, để nó vừa tầm con mắt của mình. Mình nhìn vào đó, nhìn vào đó để trụ tâm. Thí dụ như là mình, chúng tôi nhớ ngày xưa có cái cách là làm, chúng tôi nhớ là làm là mình đốt một cây nhang, mình đốt một cây nhang ban đêm, mình đốt một cây nhang, mình ngồi mình nhìn vô trong cây nhang đó, nhìn khi nào mà nó tàn cây nhang thì tàn cây nhang độ khoảng một tiếng, hoặc là có khi 45 phút, ở cây nhang ngắn thì nửa tiếng. Nhìn vào đó, nhìn vào đó thì sự thật ra đó thì đây là một những cái đề mục mà thường là một vị hành giả theo dõi tu tập, để cái tâm của mình đến một mức độ nào đó thì có thể được đắc định được, hay hoặc là trước mắt là mình thấy là cái tâm của mình mà có tập trung thì không có bị, mình không, một cái vị hành giả không có bị dao động bởi những cái cảnh, những cái trần cảnh đó, cho nên tâm mình có sự định tĩnh, định tĩnh, có tâm, tâm có định tĩnh. Rồi gió cũng vậy, cái đề mục gió thì thường thường trong cái gió mà chúng ta gặp đó, đề mục gió, gió ở trên cái lá cây nó chuyển động đó. Nếu mà gió mạnh á thì cái cây nó sẽ đưa rất là nhiều, nó đông đưa lá cây, nhánh cây, thân cây nó sẽ đung đưa. Nhưng mà gió nhẹ thì gió nhẹ rơi rơi nhẹ nhẹ đó thì những lá cây nó sạc sạo, nó đung đưa theo cái cách đó. Thì vị hành giả cũng có cái nhiệm vụ là nhìn, nhìn vào cái lá cây, nhìn vào cái gì đó có sự sao động, chao động của gió. Gió là cái hình thái của nó, là luôn 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 có cái sự di chuyển mà, di chuyển, gió là sự di chuyển, nó di chuyển ở nơi này đấy, và gió nó di chuyển như vậy thì mình nhìn có một cái kia động, gió thì nó di chuyển, nó động, cây thì nó tĩnh, nhưng mà nhờ cái tĩnh như là cái động đó thì mình mới thấy lá cây nó chao động, thì trong đó nó đã có gió, trong đó có gió. Cái đề mục tâm của một vị ở trên, ở dưới, khi mà mình niệm ở trên hư không hoặc là ở dưới đất, hay là ngang mé trên mé ngang này, mé trái mé phải, trước mặt hay sau lưng gì đó, thì có một cái duy nhất mà mình đang theo dõi, cái đề mục duy nhất mình đang theo dõi, mặc dù là nó lan rộng như vậy, nó biến tỏa như vậy, nhưng mà chúng ta luôn luôn nghĩ một cái, luôn luôn tập trung cái tâm của mình vào một cái đề mục đó. Rồi có một cái đề mục nữa là đề mục về sắc xanh, đề mục màu xanh, màu vàng, màu trắng hay là màu đỏ. Giống như là khi mà mình
Thì thường thường đó là chúng ta gặp những cái gam màu. Cái gam màu thì cái gam màu nó có những cái gam màu chủ, gam màu chủ tức là xanh đỏ vàng trắng gì đó. Rồi là giống như ngày nay mà mình đi mua sơn vậy đó. Mua sơn thì cái màu mà mình chỉ vào cái màu đó thì nó sẽ có cái con số, và họ đưa vào trong máy điện tử, họ tổng hợp giữa cái màu này và màu kia thì nó biến sắc ra màu khác. Nhưng mà ở trong đó nó phải có những cái màu chủ, màu chủ đạo của nó. Cái màu đó là màu màu gốc, và sau đó nó sẽ biến ra cái màu khác nhau. Mà chúng ta thấy rằng nhiều cái gam màu khác nhau, những gam màu khác nhau. Nhưng mà chủ yếu là có những cái gam màu ở đây đó là màu đỏ, màu đỏ, gam màu màu đỏ. Cũng là cái cách hình là chúng ta chỉ chuẩn bị cho một cái án xứ đó, nó đề mục đó nó vừa với lại cái tầm mắt của chúng ta, không quá lớn cũng không quá nhỏ, để tâm chúng ta có cái chỗ để chúng ta định trụ vào đó, định trụ vào đó. Ở đây không phải là tưởng tượng, mà là một cái đề mục do mắt chúng ta nhìn thấy, do mắt chúng ta nhìn thấy, mà nhìn thấy ở đây để tâm của chúng ta gắn vào trong đó, cái vị hành giả gắn vào trong đó, gắn vào đó. Thì có màu xanh có, màu vàng có, màu trắng có, hoặc là màu đỏ. Thì những cái màu đó khi mà tâm của một vị hành giả đặt trú vào trong một cái đề mục nào rồi đó, thì đề mục đó là cái chỗ để tâm nương giá rồi đó, tâm nương giá đó, để định trụ đó, để định trụ đó. Cái tâm đó thì như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Trong Pháp Cú Đức Phật này dạy. Cho nên là với một cái người tu tập, một vị hành giả đó, là mình giữ cái tâm của mình, mà trên phương diện thiền chỉ thiền định đó, thì cái vị hành giả phải có một cái đề mục để làm sao để giữ cái tâm mình, làm sao để trụ cái tâm của mình lại, không để chao động, không để chao động, chao động theo trần cảnh thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái gì nó đã xảy ra thuộc quá khứ, rồi cái gì nó đang diễn ra thuộc hiện tại, và cái gì nó chưa xảy ra mà mình nghĩ tưởng đến nó thì đó là tương lai, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chủ yếu là làm sao để giữ cái tâm của mình mà xanh, đỏ, vàng, trắng, nó là những cái màu chủ đạo mà một vị hành giả thường là đặt cái tâm của mình vào trong cái đề mục đó. Mặc dù là thiền chỉ là có tới 40 đề mục, nhưng mà chúng ta học ở trong cái bài học này đó, thì có 10 đề mục, gọi là 10 đề mục gọi là Kassina, tức là đề mục hoàn tịnh. Hoàn tịnh bao gồm cả đất, nước, lửa, gió, trắng, vàng, đỏ, xanh, những cái đề mục đó. Rồi cái đề mục kế tiếp nữa là đề mục thứ 9, là nói đến cái đề mục hư không. Đề mục hư không. Hư không ở đây nó là vị hành giả cũng có thể nhìn lên trên bầu trời. Bầu trời là hư không. Bầu trời là hư không. Hay hoặc là chúng ta biết là cái phản trống của một cái dòng á, cũng là hư không. Phản trống của một cái dòng cũng là hư không. Giống như chúng ta có một cái dòng gì đó bằng tre hay là bằng nhựa, bằng cao su chẳng hạn. Nhưng mà cái phản trống ở trong cái dòng đó thì đó là phản sóng của hư không, để mà mình đặt vào, nhìn vào đó, nhìn vào đó. Mà đặc biệt ở đây là nói đến cái nhìn lên trên cái bầu trời, nhìn lên bầu trời để mà mình thấy những cái phản trống đó, hoặc là những cái cả hở đó đều được gọi là hư không, dù là ở đâu, vách nhà hay là ở cái gì đó,
Điều này nó không phải là quan tưởng, cũng không phải là chúng ta tưởng tượng, mà là những cái đề mục cần phải trau dồi, chủ yếu là giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình. Cho nên ví dụ như là một người tu tập thì chỉ đó là làm sao để có định và niệm ở trong đó. Mà định đó là một pháp tập trung, một phương pháp tập trung cái tâm của mình. Định là chủ, pháp chủ, để chúng ta gắn cái tâm của mình vào ở trong các cái đề mục đó. Và đề mục cuối cùng là chỉ cho cái gì? Đề mục về thức, ánh sáng. Cái ánh sáng ở đây đó là chúng ta nhìn vô cái ánh sáng của lửa, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của cái này cái kia, của ngọn đèn, thì tất cả những cái đó đó là để chúng ta nhìn thấy rõ cái ánh sáng tâm của mình đặt vào trong đó. Rồi ở đây đó, khi mà 10 cái đề mục này á, chúng ta tu tập và thường xuyên định tâm, giữ cái tâm của mình, ở đến một cái giai đoạn nào đó thì ở trong cái có thể là khi chúng ta nhắm mắt lại đó, tự động chúng ta cũng thấy cái đề mục đó. Khi lúc bắt đầu chúng ta tu á, thì chúng ta mở mắt ra, chúng ta tập trung cái tâm của mình vào trong cái đề mục mà mình nhìn, hoặc là đất, nước, lửa, gió, ánh sáng xanh, đỏ, vàng, trắng, ánh sáng hoặc là hư không. Thì khi mà mình nhìn vào trong đó đó, ban đầu mình nhìn vào thì mình mới thấy, nhưng mà đến một lúc nào đó thì ở đây đó là chúng ta nhắm mắt lại đó thì cũng thấy điều này. Nó không phải là do chúng ta tưởng tượng, không phải do chúng ta tưởng tượng, mà đến lúc đó thì nó có những cái bước chuẩn bị gọi là Barikamani Nimitta đó, cái sự chuẩn bị đó, tức là cái tâm của mình đã có những cái sự trau dồi rồi, trau dồi một cách thuần thục, thì mình đã có những sự chuẩn bị lúc mà mình nhắm mắt lại rồi, nhưng mà mình vẫn thấy những cái đề mục đó. Mà thấy ở đây đó không phải là mắt mà mình mở mình thấy, mà cũng không phải là do cái tưởng tượng mà mình thấy, không phải tưởng tượng, mà tự động là cái án xứ đó mà do cái sự thuần thục của một cái vị hành giả tu tập đó, mà bây giờ họ nhắm mắt lại thì thấy. Đến một cái giai đoạn nữa đó là tự động từ ở trong cái đề mục đó nó phát sáng ra. Thí dụ như khi nãy mình lấy đề mục đất đó, là mình nặng miếng đất sét độ khoảng đường kính 20, thì bây giờ mình nhắm mắt lại hay mình mở mắt ra thì tự động nó cũng có cái vòng tròn độ khoảng 20 nó phát sáng ra, do cái tâm mình có những sự định tĩnh như vậy. Có những sự định tĩnh như vậy thì trong kinh gọi đó là một trong những cái gọi là cái giai đoạn, gọi là cái giai đoạn này gọi là thủ trì tướng, tức là cái khi mà chúng ta nhắm mắt mà chúng ta mở mắt ra rồi những cái điều đó nó hiện ra, rồi đến khi mà đến một lúc nào đó thì những cái đề mục đó tự động nó phát sáng. Chúng ta nhìn nó không phải là tưởng tượng, mà do tâm chúng ta có những sự thuần thục đó, cho nên là nó có những cái sự phát sáng. Rồi ban đầu thì có lẽ là những cái bước đó là chúng ta thấy nó thô sơ, là những một vòng ánh sáng giống như là trắng như vậy, ánh sáng như vậy, nhưng mà chúng ta không thấy rõ được mồn một ở trong từng cái chi tiết ở trong cái đề mục đó. Nhưng mà đến một bước đó thì chúng ta thấy rõ từng cái chi tiết
nhỏ ở trong những cái đề mục đó, thì cái tâm của mình có thể là đắc định được. Đắc định được. Điều này có thể nói rằng nó là vì sao mà chúng ta biết đó là thường thường đó là tu tập thiền chỉ là đưa đến cái định tâm, đắc định và đạt được cái thần thông thắng trí, chữ Aphinya, thần thông thắng trí. Thần thông á là thí dụ như là mình biết các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ cũng có thể chứng được là tứ thiền ngũ thông, tứ thiền ngũ thông. Rồi trong các vị đệ tử của Đức Phật cũng vậy, cũng có thể vị là chứng được tứ thiền ngũ thông, rồi chứng quả vị A-la-hán, cho nên là gọi là lục thông, tức là đắc được cái lậu tận thông, tức là đoạn trừ được các cái lậu hoặc phiền não để đạt được sự giải thoát. Thì bây giờ khi mà nói rằng cái thần thông á, thì có gọi là thiên nhãn thông, rồi thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, thông tức là biến hóa thông, hoặc là túc mạng thông. Thì những cái thần thông đó, đó ví dụ như bây giờ nói rằng biến hiện ra nhiều hình tướng, nhiều hình tướng. Như trong kinh Pháp Cú nói rằng là như ngài 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 Chu Lá Bánh Thá Cá vậy đó, học cái bài kể bốn tháng không thuộc, rồi sau đó thì nỗ lực đó tu tập và chứng quả vị A La Hán. Một hôm nọ đó là những người những cái vị đàn tính tỉnh Đức Phật và Chư Tăng đi trai tăng, ngài Chu Lá Bánh Thá Cá ở ở lại chùa. Thì khi mà đi đến rồi đó thì người tí chủ họ thấy ngài Chu Lá Bánh Thá Cá, cho nên là người ta hỏi, những vị đó hỏi, nói là ngài Chu Lá Bánh Thá Cá còn ở chùa, thì cho người đến để mà thỉnh ngài. Thì ngay lúc đó là ngài đắc định chứng quả vị, ngài biết được cái tâm của những cái người đàn tính nó nghĩ như vậy. Lúc bấy giờ thì ngài mới biến quá nhiều Chu Lá Bánh Thá Cá quét cái sân chùa, cái sân chùa. Thì người ta đi đến, những người đàn tính họ đi đến, những người Phật tử họ đi đến, họ cũng không có biết vị nào là Chu Lá Bánh Thá Cá, bởi vì nhiều vị quá. Thì giống như là chúng ta thấy là cái chuyện mà một thân mà quá nhiều thân, một thân mà quá nhiều thân, rồi nhiều thân quy lại một thân, ví dụ vậy. Giống như Tề Thiên mà là nhổ nóng lông rồi bắt đầu nhai nhai mấy cái phun ra rất là nhiều 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 Tề Thiên, nhiều hình 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 dáng của Tề Thiên, nhưng mà rồi biến lại đó là quy lại đó là chỉ còn có một Tề Thiên duy nhất thôi, tôn ngộ không duy nhất thôi. Thì ở đây muốn nói đó là cái đề mục mà một cái vị hành giả mà mình thường được nghe ở trong kinh mô tả các cái thần thông thánh trí của vị hành giả đó, mà chúng ta biết đó là để mà đạt được cái thần thông thắng trí ấy, thì vị đó phải đạt đến trạng thái tứ thiền ở trong kinh tạng, tức là chỉ còn xả và định, một cái trạng thái ở nội tâm đó, thật sự là tinh tế và thuần khiết, thì vị đó mới có thể biến hiện thần thông. Đối với một người phàm phu mà đắc thiền, trạng thái của tứ thiền trong kinh tạng, hoặc là đối với các vị thánh hữu học cũng phải sử dụng bằng những cái tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới. Bởi hai đắc thiền thì là một, mà khi mà mệnh chung á, thì vị đó phải sanh về các cái phạm thiên, cõi phạm thiên sắc giới. Và khi mà hiện thần thông á, hiện thần thông, cái hiện thần thông mà mình nói là một thân ra biến ra nhiều thân á, thì cũng là thuần thục ở trong cái đề mục đất. Hoặc là chúng ta nói rằng đi xuyên vách tường, đi xuyên vách tường đó là đề mục hư không, đề mục hư không. Vì vách tường như thế này mà đi xuyên qua luôn, thì lúc bấy giờ vị hành giả niệm về đề mục hư không, hư không à, thì vị đó khi mà đã đắc được thần thông rồi đó, thì vị đó tự động niệm hư không, vách tường nó không phải là trở ngại nữa, không phải là chướng ngại nữa, mà đi giống như là đi trên hư không,
hoặc là đi trên nước, hoặc là lửa, hoặc là nước, cái thứ đề mục mà mình nói là lửa mà cháy ở trên nước, ví dụ vậy, hoặc là chúng đi trên lửa, hoặc là đi trên mặt nước, hay là biến nhiều nước, rất là nhiều nước, hay là lửa rất là nhiều lửa, thì cái đề mục đó là đề mục là do lúc sinh thời những vị đó thường xuyên quân tập những cái đề mục mà mình quân tập ở đây, những đề mục được. Cho nên cái việc mà đắc được định và có thần thông thánh trí đấy thì là do cái sự tu tập quân tập của một vị hành giả. Cho nên chúng ta nghe nói rằng một vị biến ra nhiều thân rồi bay nhảy, bay trên hư không hoặc là chui xuống lòng đất, thì cái chuyện đó nó hết sức là bình thường của một cái vị mà đắc được thần thông thánh trí đó, đắc được thần thông thánh trí. Cho nên khi mà chúng ta nghe được những điều đó thì trong kinh mô tả, thì chúng ta ngày nay đó thì nhiều khi rồi mình tìm một chút để an tịnh nội tâm thì cũng đã hiếm có rồi, hiếm có rồi. Còn ngày xưa thì các vị đã chuyên tâm cho cái thời gian và chuyên tâm cho cái việc mà trao dồi cái tâm của mình. Và cái tâm mà đến để mà đạt được đắc định á, thì đắc từ, nếu mà đắc sơ thiền, chúng ta nghe mô tả là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh có tầm có tứ. Nhị thiền thì bỏ tầm, còn tứ, ví dụ vậy. Thì lần lượt đó, vị hành giả đắc định, đắc sơ thiền nhờ cái sự mà, mặc dù là ở trong kinh thì gọi là có những đề mục chỉ đạt được cận định, có đề mục thì đạt được từ sơ thiền, có đề mục thì đạt từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đề mục nào thì nó sẽ tương xứng như vậy. Thì cái chuyện đó là cái chuyện, cái việc mà rằng là nó riêng biệt. Nhưng mà sự thật ra là cái người mà đắc được tứ thiền ở trong kinh bản đó, mà để có được năm cái thần thông mà chúng ta nghe nói là có thiên nhãn thông, là nghe được tiếng người, tiếng thú, tiếng chư thiên, ở xa ở gần gì cũng được nghe được. Rồi thiên nhãn thông là thấy được, thiên nhĩ thông là nghe được, rồi tha tâm thông tức là biết được tâm người, rồi túc mạng thông tức là biết được đời sống của mình và những người khác ở trong quá khứ, rồi biến hóa thông tức là biến ra một thân nhiều thân, hay hoặc là thân hình hài như thế này, hình hài như thế nọ. Thì chúng ta nghe điều đó thì chúng ta khó có cái hình dung, nhưng mà sự thật ra đó là những cái sở chứng hoặc là những cái thần thông thắng trí này đó là do cái vị hành giả có trao dồi, có tu tập, chứ không phải là không có, mà cái tu tập một cách thuần thục, cách thuần thục. Và khi mà đắc định được thì lần lượt đó, là chúng ta thấy ở trong cái chúng ta có năm cái pháp chướng ngại, gọi là pháp triền cái, nó che ngăn, nó làm chướng ngại ở nội tâm của chúng ta. Đó là tham dục cái, sân độc cái, hoài nghĩ cái, hôn thị cái. Thì những cái pháp cái đó là nó che ngăn, nó làm cho cái nội tâm không thể minh định và sáng suốt. Và chúng ta khi mà đắc được sơ thiền thì chúng ta có tầm, ví dụ vậy, hoặc là có tứ trong năm cái thiền chi đó, năm cái thiền chi tức là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tầm thì nó sẽ đối trị với hôn trần, tứ thì đối trị với hoài nghi, đối trị với lại cái pháp hoài nghi, chi hỷ thì sẽ đối trị với lại sân độc, chi lạc thì đối trị với trào cử, và chi định thì đối trị với tham dục. Khi mà có đủ được năm chi đó thì tự động nó sẽ kháng, nó sẽ đẩy lùi, tạm thời đẩy lùi những cái pháp triền cái đó để lắng dịu đi. Bấy giờ đắc được sơ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hoặc là ngũ thiền theo vi diệu pháp, theo vi diệu pháp, thì bấy giờ đó, vị đó sẽ tâm an tịnh, do an tịnh một cách
tinh tế thuần thục như vậy đó. Cho nên là vị đó được có được cái thần thông thánh trí. Mà thần thông thánh trí này là do lúc mà đương thời, lúc sinh thời, vị đó thường xuyên có quân tập, tu tập, trao dồi với những cái đề mục tương tự như vậy. Mặc dù không phải là chỉ có đề mục này mới đưa đến đắc định này không, thì có những đề mục tùy niệm, rồi có những đề mục bất tịnh, rồi có đề mục phạm trú, rồi có đề mục về tịch tịnh của Niết Bàn, vân vân. Thì những cái đề mục nó có thể đưa đến đắc định như vậy, đắc kỳ như vậy. Thì cái chuyện này đó là cái chuyện tự nhiên của một cái vị hành giả tu tập. Nếu mà cái nội tâm của mình á, nó mạnh lắm, nó lớn lắm, nghị lực cái tâm của mình nó sẽ là có một cái sức mạnh rất là lớn. Khi một vị hành giả thuần thục được cái tâm của mình, điều phục được cái tâm của mình, tâm có được sự an tịnh, thì sẽ có được những cái thần thông thánh trí đó. Và cái nội tâm nó có định lực rất là lớn. Giống như bây giờ nè, mình thấy những cái người mà người ta có buôn tập trong một cái đề mục nào đó, họ nhìn một chập là tự động là theo cái ý muốn của họ, theo cái ý hướng của họ. Chưa có kể là nói rằng ở đây là tà định hay là chánh định, nhưng mà phải nói là chánh định đưa đến cái đắc được thiền, đưa đến để mà đắc được thiền, thì cái việc mà trao dồi nội tâm, trong đó có cái ý muốn để mà mình thực hiện những, thực hành những cái đời sống tu tập của chính mình, và muốn trao dồi như vậy, muốn được an tịnh giải thoát như vậy, rồi mình phải có cái sự chuyên tâm nỗ lực thường xuyên như vậy mới có được cái sự thành tựu. Và thành tựu ở đây là mình đắc được thiền, hay hoặc là mình có được cái trí tuệ để đoạn tận những cái phiền não. Thì ở đây trong một cái thời hạn cho phép, thì chúng tôi xin được nói đến cái 10 cái án xứ này. Và 10 cái án xứ này là một trong những cái 10 cái đề mục mà một vị hành giả tu tập ở trong Phật giáo nói chung nó cần phải trau dồi. Và cái kết quả mà chúng ta có được thần thông thắng trí, thần thông thì là do chúng ta tu tập những cái đề mục, trong đó có 10 cái đề mục này, để chúng ta có được cái thần thông thắng trí. Và chúng tôi xin được chia sẻ ít cái suy nghĩ của mình trong cái bài giảng hôm nay, xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác lãng từ bi trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ cảm ơn Hoàng Huyền. Sao chúng ta đừng thừa phòng thừa tọa từng với như vậy, 10 tháng 4. Và sự tự sư thì đó có ở trước mắt không? Nếu tự tự sư, dạ. Và sự tự sư thì đó có thể quan hệ xác nhận là trong 10 cái biến xứ ở đây, thì khi mà chúng ta học về 8 biến xứ thì không bất kể hư không, không bất kể biến xứ tâm thức, và hôm nay thì cộng hư không và tâm thức, thì phải chăng là biến xứ
về hư không và biến xứ về tập thức đó, là hai cái biến xứ để tu tập thiền vô sắc, từ sắc đổi sang vô sắc. Ở trong trường hợp hư không là vô biên, từ sau đó đi xa hơn nữa thức phục vô biên, có phải như vậy chăng? Xin cái tỉnh sư tổ Quan Hỷ xác định rõ về điều này. Ở trong 10 biến xứ thì cũng có vấn đề là trong 8 biến xứ, 8 biến xứ đầu: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Đó là căn bản. Nhưng mà có hai cái lý xứ sau thì hư không Akasa cái lý xứ này nó lại trợ duyên cho cái thiền vô sắc này ở trong thành tịnh đạo mới nói, tức là trong cái biến xứ không mà thuộc về Kassida thì sắc á, thì bị tu tập họ phải nhìn qua cái khe hở và nhìn qua cái cửa sổ, một cái lỗ hổng ở trên vách để thấy cái hư không. Nhưng mà cái lý trí còn giới hạn, bởi vì cái gì mà nó thuộc về vật chất, mắt nhìn thấy được thì nó còn bị giới hạn. Nhưng sau này khi mà đã đắc chứng tới ngũ thiền rồi, ngũ thiền sắc giới, về hình dạng gọi là vượt qua mọi sắc tưởng, thì vượt qua mọi sắc tưởng đó, nhưng mà cũng còn có một cái gì cảnh đề mục để tâm nó bám vào đó. Thế cho nên bỏ đi những cái biến xứ của thì sắc giới, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, vì này sẽ bám vào cái biến lấy hư không ở trong cái sinh á đó mà quán chuyển thành là Akasa Nanto, tức là cái này không phải do nhìn nữa mà do tưởng hay là do tác ý, nghĩa là thấy hư không cột khắp, ở đâu cũng có. Cho nên vị này ghi nhận Akasa Nanto, tức là hư không không có giới hạn. Vậy Ananto, Anto tức là cái
cái giới hạn Ananto, tức là không có giới hạn. Khi còn ở thiền sắc thì Akasa, Akaso của biến xứ Akaso, biến xứ hư không thì bị giới hạn ở chung quanh. Bởi vì khi mà nhìn qua cái khung cửa sổ hoặc là cái lỗ hổng tròn ở trên vách thì muốn nhận thức được cái hư không đó thì vị hành giả phải nhận thức qua cái vòng tròn hay là cái lỗ vuông. Nhưng mà đến khi đắc được thiền vô sắc, muốn chuyển sang thiền vô sắc thì cái hư không này là phải là cái hư không mà đã có mặt ở trên tất cả những cái gì thuộc về cái thế giới vật chất, nghĩa là không có cái chỗ đào, không có cái khoảng không. Thì đây là cách chuyển từ cái hư không biến xứ của thiền sắc giới qua cái hư không, cái đề mục hư không của thiền không của biến xứ. Đến cái đề mục thứ 10 thì ở đây thưa quý vị, nó cũng có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất, theo cái đề mục biến xứ mà ở trong vị pháp đề cập đến, thì đó là sáng. Và ngay cả ở trong thanh tịnh đạo cũng dựa vào ngài của thân này, cũng dựa vào ví dụ thầy nói trong mười biến xứ là gọi là Aloka Kasina. Nhưng mà ở trong kinh tạng đó, thì cái biến xứ ánh sáng được thay thế bằng cái biến xứ thức Vijnana Kasina. Đó là một điểm mà chúng ta thấy có cái sự đặt câu hỏi được đặt ra ở đây là có phải chăng thức biến xứ của thiền sắc giới nó lại là tiền đề cho thức của biến xứ? Ở đây thì quý vị chúng tôi chưa dám khẳng định được điều đó, bởi vì ở trong thanh tịnh đạo khi mà giải thích về thiền vô sắc cách gọi là đây là sau khi đã vượt qua mọi sắc tưởng trừ ra là không, hành giả sẽ tắt ý là hư không, là không có giới hạn,
thì đến chừng đó đã vượt qua được sắc, được mỗi sắc tưởng rồi. Mỗi sắc tưởng ở đây tức là vừa là thiền hữu, mà cũng cái đề mục sắc, rồi khi đó gã mới biết rằng là chính cái thức mà biết được hư không là không biên giới, không giới hạn đó, hay không hư không là vô biên, chính cái thức đó mới là vô biên. Và ở điểm này ở trong ví dụ pháp đó, cái tâm mà biết cái cảnh chân đế thì đó là cái tâm thức vô biên. Vì tâm thức vô biên đó thì lấy cái định nhất thiện vô sắc để làm cảnh địa mục. Thức vô biên ở đây đó là chỉ cho cái tâm thức không vô biên sức. Thức không vô biên sức tức là cái tâm thứ nhất của cái thiền sắc giới. Chính cái tâm này vị hành giả không còn nghĩ tưởng đến cái hư không là không biên giới, mà nghĩ tưởng đến cái thức đó đó, cái thức mà biết được hư không đó. Cái thức đó mới là nguyên gia năng anh tăng, tức là thức đó không biên giới, không biên giới hạn, rồi vì đã chứng đạt được cái thiền thức của vị sư. Nếu mà dựa vào cái cơ sở này, vào cái lý lẽ này thì chúng ta thấy rõ ở đây không phải là cái đề mục thức biến sức nó sẽ trở thành cái đề mục cho cái thiền thức vô biên sức. Nó không giống như là không vô biên sức, cái tâm không vô biên sức. Đối cái này thì nó hơi lộn xộn chút, vì khi mà chúng ta nói đến tên thiền, tên của thiền vô sắc đó, là chúng ta lấy cái đề mục mà chúng ta đặt tên cho thiền đó, không giống như là ở sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Vì ở sắc giới là lấy chi thiền, y cứ và chi thiền và vượt qua chi thiền. Nhưng mà ở trong cái thiền vô sắc đó, thì y cứ vào cái cảnh địa ngục, và nếu nói đến vượt qua là vượt qua cái cảnh địa ngục, tức là bỏ được cái vượt qua được tâm không vô biên xứ thì mới chứng đạt được cái thức vô biên. Tức là bỏ cái tâm thiền cũ, cũng có nghĩa là bỏ cái địa ngục cũ, là bỏ địa ngục cũ. Nó khác hơn cái thiền sắc giới. Cái thiền sắc giới thí dụ như địa ngục, Pathuvi, đất, bị hành giả có thể tập trung chánh niệm trên đất, màu sắc của đất, hình dáng của đất, và chứng đắc sự sơ thiền có tầm có tướng. Rồi cũng tiếp tục với cái địa ngục đất mà chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong khi đó thì cái thiền vô sắc ấy không vượt qua được đến cái tâm thiền thứ nhất thì sẽ không chứng được thiền thứ hai, không bỏ được cái đề mục
hư không là vô biên thì không giữ được thiền thứ hai. Bởi vì thiền thứ hai để nhất thiền ở địa vị thiền vô sắc đó, là nhìn thẳng vào cái tâm thiền thứ nhất và lấy cái thức đó, đó để làm cảnh địa ngục. Như vậy gọi là biết pháp thượng đế, biết cái tâm pháp thượng đế. Còn nếu như mà chúng ta nói rằng thức làm cảnh địa ngục cho thiền đệ nhị thiền vô sắc đó, thức đó tức là thức biến xứ ở trong, ở trong thiền hữu sắc 10 địa ngục biến xứ này, thì như vậy rõ ràng là chúng ta đã thừa nhận là đệ nhị thiền vô sắc là cái cảnh tục đế chứ không phải cảnh trực đế. Bởi vì 10 cái địa ngục biến xứ ở đây đều là cảnh tục đế cả, đều là đề mục tục, đề mục chế định. Mà trong khi đó thì cái thiền vô sắc rõ ràng là đệ nhị thiền và đệ tứ thiền là bắt lấy cái tâm thiền đã chứng để làm cái đề mục. Thì do đó mới nói rằng là ba cái tâm thiền thức của vị xứ và thiền phi tử vị tử xứ có cảnh địa ngục là pháp chân đế, là cảnh chân đế. Chúng ta phải ghi nhận, bởi vì không thể chúng ta giải thích theo cái tư tưởng suy nghĩ của mình và theo cái cách chủ quan được, mà chúng ta phải có cái sự đối chiếu với kinh, với luật, với vi diệu pháp, mà chúng ta đối chiếu cái này so sánh cái kia, rồi cuối cùng chúng ta mới đưa đến kết luận. Trước tiên xin trả lời cái câu thảo luận số 1 là biến xứ hư không. Đó là cái tiền đề của cái thiền không có biến xứ. Bởi vì cái thiền thức của biến, cái thiền không có biến xứ còn bắt cái địa ngục chế định, cảnh chế định. Nhưng mà biến xứ thức, thức tâm á, thì không phải là tiền đề cho cái địa ngục của thức vô vi xứ. Bởi thức vô vi xứ được gọi là cái loại tâm thiền có cảnh địa ngục là cái pháp chân đế. Lại nữa, cái pháp chân đế đó được xem như là đã diệt mất, nên mới gọi là có cảnh quá khứ, có cảnh địa ngục là cảnh quá khứ trong 21 cảnh. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 của Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Ở đây thưa quý vị, thỉnh thoảng đó, ở trong các cái bài học, ngay cả kinh trại cũng vậy, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta gặp phải những cái bài học rất là khô khan và rất là khó hiểu, nó nằm ở trong cái phạm trù, nhất là trong cái phạm trù thiền định, hoặc là những cái gì có liên quan đến cái phạm trù vi diệu pháp, thì cái đó là khó hiểu lắm. Cho nên chỉ trình bày theo cái, theo cái công thức mà đã được nhận xét từ trước đến giờ thôi. Còn sau này chúng ta sẽ bước qua những cái đề tài khác, các Phật tử chúng ta nghe thì nó dễ hơn. Cũng giống như chúng ta đi ở trên một cái con đường, có những đoạn đường thì bằng phẳng suôn sẻ đi êm ái, nhưng mà có những đoạn đường thì nó phải gồ ghề khúc khuỷu và nó giằng sọc. Chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhận xét đó. Ngay cả
Máy bay thì nó bay ở trên bầu trời, đừng nghĩ rằng là máy bay bay trên bầu trời là hư không rồi nó bay xuống ngang qua những đám mây thì máy bay nó vẫn vẫn giảm sóc chưa thường. Chúng tôi đưa cái thí dụ để quý vị hiểu và thông cảm cho bài học. Vì câu hỏi thảo luận từ tòa giác đẳng nêu ra thì chúng tôi phải trả lời như vậy thôi. Xin thỉnh thượng tọa trả lời. Nam mô Bụt Thầy. Sao thú kính trưng thượng tọa thầy sư. Bạch thượng tọa thầy sư lẽ ra thì không có hỏi về câu này, nhưng mà nhân thượng tọa đề cập đến thì là hỏi thượng tọa là tại sao ở trong kinh Tạng đó thì đặc biệt khi mà nói về thiền chỉ thì Đức Phật Ngài có đề cập đến nhiều về ánh sáng, nhiều về các màu sắc. Và chúng ta cũng biết rằng trên phương diện màu sắc đó, thì màu xanh, màu vàng, màu đỏ đó là màu gốc. Và chúng ta phải kể luôn màu trắng luôn, màu gốc là bốn màu. Thì rõ ràng bốn màu đó được đề cập đến ở trong kinh Tạng và ở trong thiền. Nhưng mà về màu sắc và ánh sáng thì lại không có được đề cập nhiều, không được nói gì nhiều theo trong A Tỳ Đàm. Mà trong A Tỳ Đàm chỉ nói là cảnh sắc thôi. Gần như là chúng ta không thấy nhiều pháp đề cập đến như là bỏ lửng đi cái lĩnh vực quan trọng này. Màu sắc và ánh sáng chỉ được nhắc một cái rất là thoáng qua trong ánh sắc. Thì sao về điểm này? Trong lúc đó thì về quang học đó là một cái bộ phận lớn ở trong vật lý của phương tiện của khoa học ngày hôm nay. Xin thỉnh ý kiến riêng của thượng tọa về điểm này. Dĩ nhiên là chúng ta học thì cái gì ở trong kinh đề đến thì chúng ta bàn, nhưng mà ở đây nó hơi ngoại lệ một chút. Thì muốn hỏi thượng tọa là tại sao trong ví dụ pháp trong A Tỳ Đàm đó lại gần như là không nói nhiều về màu sắc, nhất là những màu gốc và màu pha, cũng như là về ánh sáng, mà chỉ nói một cách rất là ngắn về cảnh sắc ở kinh trên thiên đường. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Câu hỏi thảo luận số 2 này thượng tọa giác đẳng đã hỏi với câu hỏi nó khác hơn với cái câu thảo luận mà cô Diệu Quỳnh post lên trên màn hình. Dạ. Như vậy thì cái này nó phát sinh thêm. Cô Diệu Quỳnh Quang Hỷ với Phật tử MC Quang Hỷ trong lúc mà trả lời cái câu thảo luận là một ngoại lệ, nó không có nhầm ở trong cái câu thảo luận chính thức được đưa ra, thì chúng ta khoan post lên trên màn hình. Bởi vì làm như vậy đó thì bất chợt ai mới vừa vào những cái câu thảo luận cái đó rằng thượng tọa Tại Siêu đang giảng, đang trả lời cái câu thảo luận số 2, mà họ nghe một hồi họ nói rằng giảng sao mà trật đề tài cho người ta hỏi như thế này mà đi trả lời thế khác. Cái trường hợp cũng kẹt cho chúng tôi. Mà nếu mà trả dựa theo cái câu số 2 đó ở trong màn hình đó mà trả lời cho đúng như vậy thì nó lại trật với cái câu tiếp của thượng tọa giác đẳng. Các vị xin lưu ý những này, chúng tôi gợi ý qua nhiều trường hợp. Bây giờ trở lại, chúng ta có một câu hỏi khác trước khi chúng ta đi qua cái câu thảo luận số 2.
là cái câu này đó là tại sao màu sắc và ánh sáng không được nói nhiều trong A Di Đà. Ở đây thưa quý vị, ở trong A Di Đà khi mà đề cập đến sắc pháp, thì chú trọng về hai phần, tức là sắc đại diện Mahabhuta Arupa, tức là bốn cái nguyên tố đất nước lửa gió gọi là sắc đại diện. Thứ hai gọi là sắc y sinh, gọi là Upada Arupa. Upada Arupa ở đây đó là năm sắc thanh trì hay là năm sắc thần kinh Pasada Arupa, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, rồi sắc cảnh giới gọi là quý ca ra, quý sa giá, quý sa giá rupa. Quý sa giá rupa ở đây là để chỉ cho cảnh sắc rupa ramana, cảnh thân sada ramana, cảnh khí gantha ramana, cảnh vị rasa ramana và cảnh xúc phottabha ramana. Rồi tiếp đến là hai cái sắc gọi là sắc giới tính Phava Rupa, tức là nam tính, nữ tính. Rồi tiếp đến là sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực hay là sắc dưỡng tố, rồi sắc giao giới hay sắc hư không. Bởi vì đó hư không này cũng phải là akasa. Rồi tiếp đến là ba cái sắc đặc biệt vikara rupa kinh nhu thực nghiệp. Cuối cùng là bốn cái sắc trạng thái hay bốn sắc tướng. Sinh tướng dị diệt, thì như vậy đủ 24 sắc y sinh. Tại sao chỉ nói đến cảnh sắc mà không nói đến màu sắc và ánh sáng? Ở đây thưa quý vị, vì Abhidhammo Sattava Gampiro A Di Đà thì sâu xa về thực tính, cái pháp thực tính, tức là cái gì mà mắt thấy được thì cái đó quy về cho Rupa Ramana là cảnh sắc thôi. Vì đang nói đến cái pháp thực tính đó, đối tượng của con mắt, đối tượng của thân là cảnh sắc Rupa Ramana. Thì màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng vẫn sáng, cái đó là mắt thấy được. Thế là cái này cảnh sắc. Nói cho gọn vậy. Một điểm thứ hai nữa là khi mà nói đến đối tượng của con mắt sắc cảnh sắc, thì đó là cái pháp chân đế. Rupa Ramana là cái chân đế, rồi Parapattha. Còn khi mà mắt thấy cảnh sắc đó, mình nhận thức phân biệt được đây là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng,
đây là ánh sáng, thì cái đó nó thuộc về cái tục đế Panyati hay là Samuti Sacha. Thì do vậy ở đây, ở trong vị pháp vẫn có nói đến màu sắc, vẫn có nói đến ánh sáng, nhưng mà nói ở trong cái khía cạnh, ở trong cái phần mà gọi là cái pháp tục đế hay cái pháp chế định, gọi là bệnh nhân tí. Chứ không có nêu ra ở trong cái pháp chân đế. Pháp chân đế là 121 tâm, 52 tâm sở, hay là sở hữu tâm, 28 sắc pháp và niết bàn. Thì ở trong đó, trong 202 cái pháp chân đế đó thì không có đề cập đến màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng và ánh sáng. Bởi vì ở đây nó thuộc về cái đề mục niệm bất tác và nhất tiết, tức là tiêu biểu chế định. Tiêu biểu chế định nằm ở trong 13 cái pháp chế định, 13 cái pháp tục đế. Thì nằm ở trong niệm bất tác và nhất tiết là tiêu biểu chế định rồi thì không có cần nói ở trên các pháp chân đế, bởi vì không có đem lên đó mà nói. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi chứ gì. Do đó chúng tôi nói cái điều này là để trả lời cái câu tại sao mà sắc và ánh sáng không được nói nhiều trong Atida. Bởi vì Atida đặt nặng về các pháp chân đế, các pháp thực tính. Mà màu sắc ánh sáng nó thuộc về tiêu biểu chế định, do đó cho nên chỉ nói phớt qua thôi chứ không có đề cập. Còn ở trong kinh tạng được nói đến nhiều, bởi vì ở trong kinh tạng là sâu xa về Sutanto Atthakamphero, sâu xa về ý nghĩa tu tập, ý nghĩa thực hành. Thì dù cho thực hành như thế nào nữa, hãy thực hành thiền định thì vẫn nằm trong các pháp. Các pháp tục đế cũng có thể lấy làm cái đề tài để chúng tập được. Nipat tát và nhất tí, tất cả những cái cầm mắt thanh á nghiệp xứ, chứ mà ta gọi là cầm mắt thanh á nghiệp xứ hay thiền định thì được gọi là 10 cái bí xứ này nó thuộc Kamathana. Kasina Kamathana này nó thuộc về Nipat tát và nhất tí là tiêu biểu chế định hết. Ở đây chúng tôi xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy, kính thỉnh thượng tọa Giác Đăng trở lại. Sa thú kính thưa thầy sư. Bạch thưa thầy sư, nếu mà chúng ta nghe từ nhiều vị thiền sư thì có một số vị ngày hôm nay giảng dạy nó đa số không phải là ít, là chỉ chú trọng Vipassana thôi, tức là quán thôi, nhưng mà nói là Samatha là không bất cần thiết. Còn giả là Samatha cái thiền đó phần pháp cũng có dạy mà ngoại đạo cũng có dạy, thành ra mình chỉ cần tu Vipassana thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc vào trong chánh tạng đó, thời Đức Phật còn tại thế, phải chăng là chỉ và quán đó, đều được hay để xem hai pháp là cần được tu tập. Và Samatha cũng được nhắc nhiều trường hợp, ví dụ 10 biếm xứ chẳng hạn, thì là một người và lặn lội ở trong kinh điển, thì thường đoạn cảm nhận sao về điểm này? Xin kính thỉnh thường đoạn.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Sao màn hình của chúng tôi đứt lại rồi, không có thấy quý vị post lên trên chat cái gì hết, Một lần nữa xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Vì khi nãy chúng tôi kéo cái thanh chữ lên phía trên để chúng tôi coi cái câu thảo luận, rồi chúng tôi để yên nó, cho nên cứ thấy là đứng yên một chỗ, quý vị chợ phía dưới mà chúng tôi không có thấy chứ người tưởng nữa. Đi vào trong room nó cũng gặp nhiều cái trục trặc lắm quý vị. Mai mốt chúng ta có viết về cái nụ cười bên đó thì chúng ta ghi lại những cái này. Chút xíu nữa thì chúng tôi tắt máy, chúng ta đi nghỉ. Ở đây trở lại cô thảo luận số 2. Phải chăng thiền chỉ Samatha thời được Thế Tôn trụ thế được chú trọng nhiều hơn so với sự giảng dạy Phật pháp hiện nay? Kính thưa quý vị, ở đây nó có ba cái lý do. Mà thời nay giảng dạy Phật pháp ít có được đề cập đến thiền chỉ như thời Đức Phật còn trụ thế. Cái lý do thứ nhất, như chúng tôi đã nói trong cái lời dẫn dắt lúc đầu, là thiền chỉ Samatha rất là thịnh hành ở bên Ấn Độ. Trước khi Đức Thế Tôn Ngài có mặt ở thế gian này, Ngài xuất hiện ở thế gian này, thì thiền chỉ Samatha vẫn đã được các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ chuyên tu thiền định và đã chứng được các thiền sắc, thiền ngũ sắc, có thần thông. Và các vị ấy sau khi mình chung được sanh về cõi phạm thiên, cái chuyện đó thì ai ở trong thời đó cũng được biết cả. Và ngay khi Đức Phật, ngay khi Ngài còn là một vị Bồ Tát, tức là đạo sĩ Gotama, lúc vừa xuất thành rời khỏi hoàng cung và đi xuất gia, Ngài cũng đến tham khảo, tham vấn, Ngài đến tham vấn về cái phương pháp tu tập thiền định với hai đạo sĩ Alara và Uddaka. Thì các vị đó cũng hướng dẫn cho đạo sĩ Bồ Đàm tu tập thiền chỉ, chứng đắc được thiền tới thiền vô sở xứ và thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Và chính vì cái thiền chỉ trong thời kỳ đó quá quen thuộc với mọi người, cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp, Ngài dạy về cái con đường giải thoát đưa đến sự giác ngộ, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì trước tiên Ngài cũng lấy đó để làm chuyển kiếp, làm cái pháp môn tu tập chuyển kiếp. Chuyển kiếp có nghĩa là
tu tập về giới, giới là tu tập thiền định, đắc được samadhi, tu tập đến thiền tuệ, tức là đắc được đạo quả. Ở trong những cái bài kinh mà mai mốt chúng ta sẽ học về Trung Bộ, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều bài kinh, như là bài kinh Mã Áp Đại Kinh, hay là ngay cả cái bài kinh thứ tư mà nói về cái bài kinh Khiếp Đảm Sợ Hãi vân vân, thì Đức Phật lại mô tả lại lúc Ngài còn là vị Bồ Tát chưa thành bậc Chánh Đẳng Giác, Ngài đã tuân tự, Ngài tu tập về thiền chỉ, diệt tầm ly dục ly bất thiện pháp, chứng là trú sơ thiền có tầm có tức, rồi chứng là trú nhị thiền bỏ tầm bỏ tức, ly hỷ chú lạc để chứng tam thiền, rồi xả niệm thanh tịnh chứng trú tứ thiền vân vân. Ngài có mô tả. Và trong cái bài kinh Trường Bộ mà bài kinh Sa Môn Quả Samanyaphala, bài kinh số 2 chúng ta học qua rồi, chúng ta cũng biết là cái quy trình tu tập để đưa đến sự giải thoát là Đức Phật Ngài cũng dẫn nhập từ cái vị tỳ kheo dị giới cho đến vị đã tu các thiền chứng sắc giới, vô sắc giới, các cái thiện chứng đó rồi đó, thì mới chuyển qua cái thiện quán và đi đến đạo quả giải thoát. Thì như vậy để cho mọi người thời bây giờ khi mà họ muốn đến với Phật giáo, muốn đến với Đức Phật thì họ không cảm thấy xa lạ với một giáo lý đang khi không xuất hiện một cái đạo giáo mà gần như mới hoàn toàn. Ngài không muốn như vậy, mà Ngài muốn cho họ thấy rằng có cái sự chuyển tiếp, bởi vì cái vấn đề thiền định nó cũng có lợi ích như quý vị. Khi mà tu tập thiền định đó, thì giúp cho tâm trí tuệ được năm triền tán, với tâm định tĩnh nhất nhất tâm như vậy, với sự định tĩnh nhất tâm như vậy thì nó sẽ đưa đến là khơi sáng cái tuệ, tuệ quán dễ hơn. Do đó cho nên luôn luôn Đức Thế Tôn Ngài đề cập đến việc tu tập không liên quan đến thiền chỉ samatha, chú trọng cái đó rồi Ngài mới chuyển tiếp qua cái thiền quán vipassana. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là tại sao thời Đức Phật Ngài nói về cái vấn đề đó nhiều, vấn đề thiền chỉ nhiều, và chú trọng vấn đề đó nhiều hơn là cái sự như các vị thiền sư Hoằng Pháp thời nay. Ở đây thưa quý vị, mỗi một thời kỳ chúng sanh nó có cái nhân duyên khác nhau. Cái thời kỳ Đức Phật đó có rất nhiều chúng sanh loài người mà họ có đủ nhân duyên để gặp Phật, và họ đó là kiếp sống cuối cùng để họ thành tựu quả vị A La Hán và giải thoát. Mà tiền thân của các vị đó phần lớn là các vị đã từng tu thiền và từng sanh được khỏi phạm thiên và sanh xuống như tôn giả Sa Đu Tát, tôn giả Mahakassapa chẳng hạn. Đức Phật đã xét thấy chúng sanh hữu duyên như thế này, cho nên khi mà Ngài thuyết pháp để nói về cái bản đồ tu tập của một vị tỳ kheo trong giáo pháp thì Ngài cũng có, Ngài nói đến cái vấn đề thiền định với đề mục thiền chỉ samatha, thì như vậy sẽ làm cho
những vị đó họ dễ nhận ra hơn, họ dễ nhận ra. Lại thêm một cái nữa là một cái điều thứ ba đó mà chúng ta muốn nói ở đây là vì thời Đức Phật trong cái việc hoằng pháp đối với chúng ta bây giờ thì Đức Phật là một cái đấng cao quý ở trên đời mà chúng ta luôn luôn chúng ta tôn thờ, gần như là chúng ta thần thánh quá. Nhưng mà trong thời Đức Phật còn trụ thế, một vị Phật mà bằng xương bằng thịt xuất hiện đi tới đi lui đi khất thực chẳng hạn, các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, nếu mà Đức Phật và các vị tỳ kheo đó mà không có những cái phép màu, không có những khả năng đặc biệt bí quá thần thông đó, thì không thể hoằng pháp, không thể thuyết phục được tại được. Mặc dù Đức Phật ngài chỉ 8 tháng về cái giáo hóa thần thông, không 8 tháng về bí quá thông, không 8 tháng về tha tâm thông, nhưng mà cái bối cảnh lúc bây giờ là phải có. Mà muốn có được những cái thần thông, những cái khả năng phép màu như vậy đó là phải do năng lực của thiền định, tức là thiền chỉ. Chứng đắc được thiền chỉ, chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới mới được. Hoặc là trong thời đó nhiều vị A-la-hán nhập thiền diệt, cho nên phải là đắc không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sử xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, đạt đến phi tưởng vi tưởng xứ rồi đó, thì lúc bây giờ đắc đầu quả A-la-hán hay A-na-hàm thì mới nhập thiền diệt, Nirodha-samāpatti. Trong cái thời kỳ đó là Đức Phật và chư vị thánh phải vận dụng thần thông để đi hoằng pháp và phải nhập thiền diệt, vân vân. Thì như vậy mới có cái điểm nổi bật đặc biệt ở trong Phật giáo, mới ngài Đức Phật và chư vị A-la-hán mới đi hoằng pháp độ chúng sanh bây giờ. Chứ chúng sanh dân chúng thời đó thì quý vị khó lắm, người chúng ta mà tu tập và khô khan như chúng ta bây giờ đó thì quý vị không có thu phục được tín đồ, không có thuyết phục được ai hết. Đó là ba cái lý do mà tại sao thì chỉ thời Đức Phật, còn thời Đức Thế Tôn trụ thế được chú trọng nhiều so với sự giảng giải Phật pháp ngày nay là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, bạch thưa thượng sư, thượng tọa nhân, thượng tọa có mặt trước máy, thượng tọa có khỉ giải thêm là đối Phật tử, nhiều Phật tử họ thấy rằng thiền chỉ đó, đó là một cái cách để tu luyện tam bồi định, tức là một cái định lực rất là sâu sắc. Định lực này là mình an chỉ vào trong một đề mục. Nhưng mà ở trong những đề mục thiền chỉ lại có những đề mục mà người ta nghe giống như là thường thường mình nói về sự tu tập hay nói về luân lý, nói về đạo đức, thí dụ như nói về bốn phẩm trú từ bi hỷ xả chẳng hạn, hay niệm chết hay niệm bất tịnh, tại sao mà niệm những thứ đó nó lại có thể đắc được những cái tâm định cao như là các tầng thiền được? Xin thượng tọa hoan hỷ giải rõ về điểm này, kính thưa thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp độ chúng sanh, cái tiêu chí là làm sao để vừa trú tâm trên một cái đề mục tâm để nhiếp phục tâm, mà vừa để loại bỏ những cái phiền não.
Ở đây những đề mục thiền chỉ như là bốn phận trụ từ bi xã, niệm chết, niệm bất tỉnh, thầy cũng xin thưa rằng là theo trong thanh định đạo đó thì đề mục từ metta, bhikkhana, hỷ, mudita, xả, upekkha thì còn có thể đưa đến thiền, thiền chứng cao được. Tâm từ bi hỷ, bốn cái đề mục này thì chỉ đưa đến tam thiền thôi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn đề mục xả đó thì đưa đến tứ thiền, tức là đưa đến ngũ thiền sắc giới, nhưng mà chỉ trong cái phạm trù là thiền giới thôi. Điểm bất tỉnh tức là 10 địa mục tử thi, cao lắm là đắc sơ thiền chứ không thể cao hơn được nữa. Còn địa mục mà niệm chết thì chỉ đưa đến cái trạng thái cận định upacara samadhi chứ không đưa đến an chỉ định như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền được không? Cái đó là chúng ta phân biệt về là sự chứng đắc thì do niệm các đề mục kết quả. Bây giờ chúng ta trở lại những đề mục như là từ bi hỷ xả, niệm chết, niệm bất tỉnh đó. Tất nhiên khi mà mới thoạt nghe qua thì chúng ta nghe có tính luân lý. Tâm từ tức là mát mẻ, không hận, không sân. Tâm bi là thương xót chúng sanh đau khổ. Tâm hỷ là vui theo, bằng lòng theo cái sự hạnh phúc của chúng sanh khác, không có sự ganh tị. Còn tâm xả là giữ cái thái độ thản nhiên, không có bị chi phối bởi cái chúng sanh khác vui khổ nữa. Còn niệm sự chết là suy xét một cái vấn đề để cho tâm nó khỏi bị dính mắc ở trong cuộc sống, là chắc chắn rồi đây mình cũng phải chết. Niệm bất tịnh là quán thấy cái tự thi đó để mình nhàm chán xác thân này, vân vân. Tại sao những đề mục đó nó mang cái tính cách luân lý mà vẫn xem như là thiền chỉ? Bởi vì khi mà tập trung tư tưởng vào trong những cái đề tài đó thì cũng khả dĩ đưa đến cận định, hoặc là sơ định, hoặc là sơ định, nhị định, tam định, tứ định, nếu mà có sự tập trung. Vì thế cho nên những cái đề tài này đã được Đức Phật đưa vào trong cái đề mục thiền chỉ samatha. Trong khi đó thì các vị đạo sĩ thời xưa đó, trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện, các vị ẩn sĩ họ chỉ tu thiền định qua những cái đề tài như là 10 cái biến xứ cái sinh ác thôi, chứ còn những cái này họ không có, họ không có nhắc nữa, không có tu tập, bởi vì họ không biết. Chỉ với cái trí giác ngộ của bậc chánh đẳng giác thì ngài mới biết được, ngài mới biết được. Nói một cách đại khái, chúng ta cho cái thí dụ như thế này: một ông bác sĩ, một vị bác sĩ mới ra trường thì chúng ta chỉ áp dụng cái phương pháp trị liệu
trị bệnh, những gì mà ông ta đã học được và nó đúng với bài bản, đúng với bài vở thì ông ta trị. Nhưng mà bác sĩ lâu năm đó thưa vị có nhiều kinh nghiệm, ông ta có nhiều cái cách trị. Đi đến những bác sĩ bình thường, chúng tôi đi đến bác sĩ bình thường thì họ xét nghiệm, rồi họ xem cái phần xét nghiệm đó, hoặc là xem phim chụp X-quang hay là CT, MRI gì đó. Xem xong họ mới kết luận cái bệnh lý, rồi họ kê toa đơn thuốc để đi mua thuốc uống hoặc là chích thuốc phù hợp. Nhưng mà có những lần chúng tôi, khi chúng tôi thuyết pháp và dù chúng tôi bị viêm cổ, viêm họng, chúng tôi bị viêm họng gần như là viêm họng mãn tính thưa quý vị, chúng tôi đi đến bác sĩ lớn tuổi rồi, vì bác sĩ đó là vị giáo sư bác sĩ dạy ở trường đại học y khoa, tức là đại học y dược bây giờ, tức là nơi mà để đào tạo các y bác sĩ. Thì bác sĩ này cũng có phòng mạch tư, chúng tôi đi đến quý vị biết, hễ lúc nào mà chúng tôi bị cảm phổi, bác sĩ đó ông chích ngay trên lưng, ngay chỗ cái phổi của chúng tôi, ở ngoài da thôi, chúng tôi không có đâm tới phổi. Còn chúng tôi viêm họng thì ông ta chích ngay cái chỗ chúng ta gọi là cái hang, gọi là giữa hai cái xương đùi gáy, ngay cái chỗ đó, hoặc là ở trên nóc họng của chúng tôi, ở chỗ cái mạng mỡ ở dưới càm á, người ta chích kỳ cục. Chích ở dưới cái đùi của chúng ta, cái mục đích hay là trên cái móc tay, thì cái chuyện đó là chuyện thường bài bản ngày nào đến giờ. Thì chích như vậy chúng ta thấy nó cũng đau vậy, nhưng mà nó cũng chấp nhận được. Nhưng mà đi tiêm thuốc vào ngay cái cổ họng của mình, hoặc là ngay cái lưng ở trên cổ mà đi xuống cỡ khoảng chừng tấc, chích ngay chỗ đó, đấy là như vậy quý vị, hay lắm. Tức là chúng tôi đi đến bác sĩ chích một lần rồi qua ngày hôm sau đi giải tiếp, là chúng tôi đi về Vĩnh Long rồi, kể như là bắn một thời gian 5-6 năm vậy là không có bệnh, không có bệnh đó, rồi mới bệnh tiếp, mà hả mỗi lần bệnh về đi lên. Cho nên ở đây đó, gặp một cái vị lương y mà lành nghề như Đức Phật đó, thì Ngài có những cái pháp môn tu tập rất là đặc biệt. Những cái địa mục thiền chỉ hồi xưa đến giờ người ta hài hành là 10 địa mục biến xứ cái sinh ác thôi. Như vậy Đức Thế Tôn Ngài thấy có cái lợi ích, Ngài biết rõ có cái lợi ích, cho nên Ngài dạy cho thực hành 4 cái phẩm trú, rồi niệm chết, niệm bất tịnh nữa, rồi quán tứ đại nữa, rồi tưởng nhầm gốm trong Phật thực nữa, thì cũng đưa vào, bởi vì nó có cái tác dụng làm cho giảm thiểu được phiền não và đoạn trừ được phiền não. Tu tập những cái pháp môn này thưa quý vị, nó không có bổ bề này, nó cũng không bổ bề ngang, không bổ bề dọc. Tức là không có, nếu mà đề mục đó mà không có đắc thì được thì ít ra cũng đạt đến cận định, và từ cái cận định đó mà chuyển sang thiền quán tứ niệm xứ thì vẫn đắc đạo quả như thường. Đây là một điều rất là đặc biệt. Chúng tôi xin được trả lời cho quý vị. Qua cái câu hỏi số 3 như vậy. Và rất tiếc là đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi không thể nói thêm được nữa. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại đúng cách bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú kính trường thưa thầy sư vương, thính thưa thầy sư đi nghỉ. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, câu trả lời vừa rồi của thưa thầy sư cũng đã kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của trung pháp Phật Đà Ma. Kính trường chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Để quý ngài thân chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Hai và Nhật Bình kính cảm ơn Phong Lan và Đạo Tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Yang kincik pusala gamang kata pangiriyam namakayena vajja manasa didase sukatang katang yeta tasanyino artiye yasanta sainto katang bunya palang mayan sape paki pawandute yetang katang suhitang gendang bunya palang mayan yetata thana cha nan ti deva gan toa hi ve cha yum sa ve lo kam vi ye sa ta chi van ta tha ra ne tu ka ma no nyang pho cha na sa ve sa phan tu ma ma chi la pa ni. Con xin hồi hướng phước lành à, khám cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận à, mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban còn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân thờ sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hontu nirontarang ho tu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang ho tu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena sote hondu neron tarang viên công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân.
nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, nhập đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh đại chúng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Vứt Tha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Một Vứt Tha giá giả tặng cho thành thủy một cành hoa thật là đẹp. Dạ, cảm ơn thành thủy.